Xin chào toàn thể anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại. Mình là Supel và mình vẫn ân hại như mọi khi. Loa di động là một thứ có lẽ các bạn đã quá quen thuộc và rất nhiều bạn đã sở hữu một chiếc rồi. Nhưng mà có lẽ rằng rất ít bạn sử dụng chiếc loa di động nào mà nó đắt mà nó lại bé như chiếc loa này. Đây là chiếc Bose Micro Soundlink mình mượn từ Xiaomi.net. Và link sản phẩm này có để dưới phần mô tả video nếu anh em muốn tham khảo. Thì hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn những trải nghiệm mình khi sử dụng cái loa này. Một chiếc loa nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy thôi mà giá của nó, nếu mình không nhầm, là khoảng tầm 2,5 củ, có thể cao hơn hoặc thấp hơn nếu mình nhớ không nhầm. Thì với cái mức giá như vậy, chúng ta có thể có được cái trải nghiệm gì từ một loa di động như thế này? Hãy cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Thực sự thì cái hộp của cái loa này nó không có gì nhiều. Mở một chiếc hộp vuông đơn giản ra, chúng ta thấy luôn một cái loa nằm ở bên trên. Bên dưới là một đống giấy tờ sẽ sử dụng, bí kíp luyện công, thêm lắm bắt bộ, như là tần trưởng. Và đương nhiên có thêm một cộng cáp micro USB sử dụng để sạc cái loa này. Và đây là phiên bản màu đen. Đây là một cái loa rất nhỏ nằm trong lòng bàn tay của mình. Nó to hơn bánh chocobai một tí thôi, màu đen và một thiết kế khá là tối giản. Chúng ta sẽ ốp lớp vỏ cao su bọc xung quanh và cái loa này có khả năng chống nước và chống sốc. Mình có thể làm như vậy thoải mái, không có vấn đề gì cả. Và thậm chí các bạn có thể đem ra bể bơi ngâm xuống nước. Nhưng mà điều rất tệ của loa này là nó không nổi. Nếu mình không nhầm là chỉ số chống nước của nó là IPX7, nhưng mà nó không nổi được giống như kiểu loa UE Wonderboom hôm nọ mà mình trên tay và review cho các bạn đó. Loa đó nó nổi lềnh phềnh, còn loa này thì các bạn vứt xuống sẽ chìm nghỉm luôn. Về thiết kế bên ngoài của loa này, chúng ta chỉ có một cổng micro USB sử dụng để sạc mà thôi. Và đó là hết, đó là tất cả những cái lỗ bạn có thể cắm vào. Và loa này rất là hay là chúng ta không cần đậy cổng này vào, vẫn có thể chống nước một cách bình thường. Ở bên dưới các bạn có sợi dây silicone, nó có giãn và các bạn có thể móc vào đây. Thì cái này các bạn có thể móc vào những chỗ nào bạn muốn. Móc vào tay, móc vào chân, móc vào háng, móc vào ba lô và có thể là móc vào xe đạp, xe máy để đi di chuyển ở ngoài. Thì bên dưới chúng ta sẽ có cái màng loa. Cái này sử dụng để cộng hưởng âm thanh, tạo ra cái âm bass của loa này. Và mặt trước sẽ là âm treble. Và cái loa này không phải loa gọi là đa phương hướng, nó chỉ phát thẳng ra từ loa này mà thôi. Nói thêm một chút về nút bấm, các bạn sẽ có nút bật tắt ở bên trên đỉnh này. Nút kết nối Bluetooth này, tất cả nút này phải bấm giữ. Ở mặt trước các bạn thấy là cái logo Bose rất là to, tăng giảm âm lượng. Cũng như là cái nút ở giữa để tua bài. Các bạn có thể bấm một lần để play pause, hai lần để tua bài và ba lần để quay trở lại bài hát trước đó. Cũng như bấm và giữ để gọi kiểu Siri trên iPhone hoặc là gọi Google Assistant, mình nghe cho các bạn xem luôn. Đây là một chiếc iPhone 7 mà mình vừa mới cướp được. Bạn có thể bấm ở giữa để play. Bấm lần nữa và nó sẽ dừng lại. Bấm để play lại này. Hai lần để tua. Ba lần để quay trở lại. Đó, và tăng giảm âm lượng đây. Một cái hay nữa của loa này là khi bạn tăng giảm âm lượng thì nó sẽ tăng âm lượng đồng bộ trên cả điện thoại lẫn loa. Tức là chỉ cần một chỗ mà thôi. Nhiều cái loa di động ấy thì nó sẽ âm lượng của loa riêng và các bạn điều chỉnh âm lượng trên điện thoại riêng. Ví dụ các bạn để mắc trên điện thoại vẫn thấy bé thì các bạn phải quay lại cái loa và tăng ở trên cả cái loa nữa. Nhưng mà cái loa này nó sẽ đồng bộ với cái việc tăng âm lượng trên điện thoại. Các bạn chỉ cần bấm ở đây cũng được và đem được. Âm lượng sẽ đồng nhất là một. Một cái cách điều khiển khá là hay. Nói về chất lượng của loa này thì sao? Thực sự thì không có quá nhiều thứ để mà nói. Khi mà các bạn nói đến một thương hiệu như là Bose, thực sự họ làm chất âm thanh của chiếc loa này rất là tốt so với kích thước của nó. Mình thấy nó đáng giá từng xu một so với mức giá khá là đắt của nó là hơn 2 triệu. Nếu các bạn khó tính về âm thanh thì thực sự đây là một trong những loa mà các bạn nên để ý đến. Bởi vì nó khá là nhỏ nhưng âm lượng rất lớn, các bạn có thể đạt được hơn 100 decibel trên cái loa này. Và khi mà nó mồm to, mình nghĩ là sẽ chói tai, sẽ rè, nhưng mà thực sự nó không rè một chút nào. Các bạn có treble trong trẻo, mid rõ ràng và lượng bass rất sâu và ấm. Và khi mà mình so sánh nó với cả chiếc JBL Clip thì thực sự nó vả phát thì chiếc Clip của JBL chết luôn, không phải nói nhiều. Đây thực sự là một loa rất đáng tiền, mặc dù nó khá đắt. Và nếu các bạn khó tính về âm thanh thì mình các bạn nên chọn chiếc loa này. Và link của sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video nếu anh em muốn mua. Tóm lại cái video này mình kết luận, đây là một cái loa nhỏ gọn, chống sốc, chống nước, có thể ngâm dưới 1 mét nước trong vòng 30 phút. Các bạn có thiết kế khá là thông minh, các bạn có thể đập phá một cách thoải mái và có cái dây này móc vào mọi nơi các bạn muốn. Chất lượng âm thanh rất tốt và cực kỳ đáng giá từng xu một trong mức giá của nó.
các bạn có khả năng điều khiển tương đối là thông minh, cổng sạc micro USB vẫn chống nước được mà không cần đậy. Và một cái điểm cộng hay nữa là các bạn có thể nói chuyện thẳng trên cái loa này luôn, nói chuyện điện thoại hoặc là gọi Siri. Mình thử luôn cho các bạn xem, bấm vào giữ. What time is it, Siri? It's 14:48. Đó, các bạn có thể gọi luôn cả Siri và Google Assistant trên cái loa này, khá là tiện, thậm chí là nghe gọi điện thoại, đúng không nào? Và đó là cái loa Bose Micro Soundlink. Hy vọng mọi người cảm thấy video thú vị. Và nếu mọi người muốn tham khảo sản phẩm này thì link dưới phần mô tả video. Và nếu các bạn có hơn 2 củ khoai và các bạn khó tính về âm thanh thì các bạn có mua cái loa di động này không? Hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới. Còn mình là Xuvel, xin chào anh em. Và hẹn gặp lại cho các video khác. À mà quên, nhớ subscribe nhé, để nó miễn phí mà.